À, vâng, đây là 5 bệnh nhân trong cái vụ ngộ độc rượu vừa xảy ra. Hiện tại thì có 3 bệnh nhân đã tỉnh, còn 2 bệnh nhân thì vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ vừa phải cho thở máy, vừa làm các cái thủ tục để cho bệnh nhân được lọc máu. Gần một ngày đêm trải qua cảm giác cận kề cái chết, anh Phạm Xuân Long đã tỉnh lại. Dù trước đó nhiều lần nghe, xem về các vụ ngộ độc rượu, nhưng thực sự anh vẫn không nghĩ có ngày mình lại trở thành nạn nhân. Uống chỉ một ly thì tính lưng không đầy đâu, khoảng 2/3 ly. Nhưng theo tôi cùng là sức khỏe cũng được, nhưng tôi chịu tỉnh khoảng trong từ 3 đến 5 phút, nó bắt đầu quỳ luôn, không kịp trợ tay. Có khi là người là dạng cơ thể biến dạng gọi là không giống như mình rồi đó. Nó khác lắm, đầu óc nó bay như mưa, như mây rồi. Cơ thể mình không còn chút sức như đầu ngón út để mà chống đỡ. Sau khi được đưa vào bệnh viện huyện, các bệnh nhân đã được cấp cứu tích cực. Tuy nhiên nhận thấy cả năm đều có chuyển biến nặng, nên các bác sĩ phải chuyển tuyến trên. Hai cái ca diễn biến nặng này thì hiện tại là có một ca thì nó tiến triển tốt, bệnh nhân bắt đầu đã gọi mở mắt, mặc dù tình trạng đang còn rất nặng, nhưng nhiều dấu hiệu khả quan là có thể bệnh nhân cải thiện. Còn một bệnh nhân còn lại thì tổn thương não rất là nặng, vẫn đang còn tình trạng hôn mê sâu, vẫn co giật nhiều cơn và đang còn phải thở máy, vẫn đang thở máy, phải dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp, và tiên lượng thì cũng rất là khó xác định. Thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, dịp Tết Quý Mão vừa qua, nhiều bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy thận, thậm chí tử vong do rượu đã được ghi nhận. Đa số các trường hợp vào viện đều trong tình trạng choáng, nôn, mệt mỏi, thậm chí hôn mê và tử vong. Vụ việc trên tiếp tục là lời cảnh báo tới người dân trong việc lựa chọn sử dụng rượu để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.